quá, bán đủ loại hoa luôn này, đẹp lắm cả nhà ơi. Mùa xuân gần tới là hoa này quá chừng luôn. Rồi, let's go, đi vô trong xem cửa hàng bán những gì. Hey, go. Đi xuống dưới đây. Ừ, đi xuống dưới đây nè con. Oh, this is a big store. Crab. Hải sản này cả nhà ơi. Nhiều hải sản quá. Con nghêu cờ. Clam. Con nghêu 5 đô một phao. À, 6 đô một phao nghêu này cả nhà ơi. Nghêu đậm đợt hình như mình đi bắt con này nè. Đó, 6 đô một phao. Con hàu 15 đô một dozen là 12 con hả? 12 con. Dozen là 12 con, 12 con 15 đô. Là một con hơn 1 đô lận. 12. Này 12 đô dozen. Ok, let's go Nam xuống dưới đây. Bên đây họ bán gì đây? Wow, công nhận chợ này bán đảo á. Cua này cả nhà ơi, cua 15 đô một thau, cua họ nấu chín rồi nè. Wow. Mussel nè, cá nè, cá 10 đô, 11 đô một thau. Bên đây 4 đô một thau, con gì đây? Con mussel cả nhà ơi, con mussel. Wow, đảo quá. Ui, con tôm hùm nè. 24 đô một thau cả nhà ơi, con tôm hùm bự ghê hồng, lobster. Con cua này là mình hay đi bắt này cả nhà ơi, họ bán một thao bao nhiêu vậy? Không thấy giá cả nhà. Đẩy xe con, đảo quá. Ừ, bên đây cua nữa nè. Quá chừng cua luôn. Hạt giống nè. Quá chừng hạt giống luôn. Nhưng mà mình mua bữa rồi, bây giờ không mua nữa. Đi vô hàng trái cây đi cả nhà. Trái cây họ làm sẵn nè. Dâu, mình có hộp dâu ở nhà rồi, mình không mua dâu nữa. Xoài 5 đô. 4 trái 5 đô. Sao mà nó héo heo à? Sao nó héo gì mà bán cũng mắc quá hả? Trái này trái này là cái trái ở nhà chị Corinne bán nè. Trái bưởi ở bên Mỹ nè cả nhà ơi. 2 quả 5 đô. Ồ, 2 quả mà 5 đô luôn, mắc dữ vậy. Ồ, vậy trong đây cũng mắc, đồ cũng mắc chứ đâu có rẻ. Họ làm cái vỏ sách táo dễ thương ghê không? Được nè, 6-7 trái táo gì á mà 3 đô à nha. 3 đô một phao. Đi xuống hàng rau nè. Ồ, cái salad này hôm đợt mùa hè mình trồng quá chừng luôn nè. Họ bán một hộp 4. Wow, một hộp 4 đô luôn này cả nhà ơi. Ừ, nó còn cái rễ ở dưới luôn. Trời, mùa hè mình trồng bao la luôn. Xà lách cuộn á. Sả nè. Sả nè, y củ sắn kìa. Mua một củ sắn về làm chè củ sắn thử coi. Nam lấy cái ấy cho mẹ bỏ vô đi con. Lấy cái đó bỏ vô cho mẹ. Thank you. Get back đi. Mà lấy một củ cải nè. Mua một củ cải nè. Bỏ bát vô cho mẹ luôn. Một củ cải. Ồ, cái này bắp cải tí hon một bịch nhiêu vậy? Quá chừng hả ha? Ngon quá ha? Nhưng mà bữa mới ăn rồi. Không mua nữa. Ôi dạ, cái bát gì mà nó cao dữ vậy nè. Ok. Sao ở đây nó họ không đề giá ta? Mẹ không biết là họ bán bao nhiêu hết. Trời, siêu hào của nhỏ xíu vậy nè. Bông atiso kìa cả nhà. Sao họ không đề giá ha? Và asparagus. Coi một bịch họ bán bao nhiêu. Có đề giá không? Ừ, tại sao ở đây họ không đề giá nha? Đúng rồi. Đề giá trên đây nè. Sao họ không gắn giá vô từng kia dưới cho nó dễ. Mua hai cái này về ăn cả nhà ơi. Click để mình coi cái click là họ bán bao nhiêu.
click ở đâu không thấy. Thực sự là giờ không biết giá họ bỏ trên nên mình không biết đường đọc cả nhà ơi. Thôi giờ quay cả nhà xem cho giờ giá mình không biết đường rồi. Mình muốn mua mấy cái này, mua một 2-3 tàu này về này cả nhà ơi. Bữa hôm có cái bạn kia bạn chỉ mình, bạn chỉ mình ươm bằng cái cây này nè, mình muốn thử xem. Artichoke. No. Wow, coi ớt chuông nè cả nhà ơi. Ở đây họ đề giá kiểu gì, trái thu lưu nè. Trái thu lưu quá chừng luôn này cả nhà ơi. Ớt chuông quá chừng, cái loại này, ớt chuông này lạ quá nè, mình chưa ăn bao giờ. Mua thử vài trái để ăn thử xem. Cái màu này lạ quá. Trái này ngon này nè. Sao nó có trắng trắng ở đây vậy? Ở đây nè. Bỏ trái chuông, ớt chuông này vô. Đây là một trái màu đỏ. Mà có một trái màu cam ở nhà rồi. Salad có rồi. Quá chừng luôn. Bắp cải. Rau kheo nè cả nhà ơi. Rau kheo tươi quá ha. Bây giờ chịu, chỗ này họ bỏ giá ở trên mình không biết đường đọc. Bây giờ quay cho cả nhà xem thôi. Có cái củ tỏi, củ hành gì mà nó to đùng luôn. Ồ, cái củ hành gì lạ quá vậy. Ok, qua cái hàng nấm xem nè. Mình thích ăn nấm cực kỳ, ăn nấm không có nấm đùi gà ha. Mình cực kỳ thích ăn nấm này nè. Mua một vịt nấm này nè. Vịt nấm này nè. Nam bỏ hai cái loại nấm này cho mẹ coi. Wow, cả nhà xem chợ này họ bán nhiều đồ ăn ngon quá chừng nè. Wow. Bên đây là rau củ rồi đậu làm nước sốt đồ. Ngon hấp dẫn cái không bạn nha. Còn bên đây là gì đây? Cơm rồi cái gì đủ thứ hết. Cheese, đậu, cơm chiên kìa. Đó, quá chừng luôn cả nhà. Bên đây nữa nè. Bao la luôn. Đây là potato salad nè. Là khoai tây nè, khoai tây salad nè. Rau nuôi củ cải đỏ. Củ dền đỏ chứ, này củ dền đỏ salad. Yummy. Wow, bên đây là pizza. Quá ngon, tuyệt vời. Còn bên đây là gì đây? Đủ các loại muối này cả nhà ơi. Quả gì không biết nữa. Dưa leo nhỏ xíu xíu vào muối cả. Ngon vậy không? Cả nhà ơi, hôm nay mình mời chị Corinna, chị Mai chị đi chơi chỗ khác rồi. Nay mình mời chị Corinna ăn bánh khọt, mời cô Quan nữa ăn bánh khọt này để thử xem mà mọi người có thích không ha cả nhà ha. Mời cả nhà ăn bánh khọt. Hello. Ủa, công nhận dâu mà chấm với lại sữa đặc có được ngon hả? We almost run out. I'm getting too small. I'm gonna have some more though. Yeah, get a little beer. Oh, I forgot. Grab some more flavor.
Do you stick all this in the trash? Hmm? Huh? This all goes in your trash? Let it there. I can clean that later. Oh no, I'm gonna just pick this up. Don't worry about that. Nam nó bổ thích hả? Ngon không? Dạ. Anh chàng này cũng khoái ăn bánh khọt cả nhà ơi. Ngon quá. Cái dâu bự ghê không? Cái dâu cũng đồ cả nhà ơi. It's a huge yeah. Huge. Yeah. Oh my god. Corinne, come on. I'm coming, I promise. I'm just taking this out. Why you guys only eat that? I'm eating good things for you. I'm eating the good things. That's sugar. That's dessert, Panda. I'm doing the good things first. You're not getting no candy. Yeah, I wait. No, you're not. You gotta eat dinner. I'm serious. I know. I eat the healthy stuff first. Oh. What do you think that is? That's healthy. Yeah. But the milk is sugar. The milk is sugar. But this doesn't have any sugar. It's healthy. And it's broccoli in it. It's very delicious. And broccoli in it. According to Ken, and there's broccoli in it. Healthy. Oh, that's for you. Broccoli? I didn't think that was broccoli. Healthy for you. And and they eat this dessert first, and I don't. Is that right? The dessert first. I'm just gonna eat everything and anything right in front of my face. I'm eat the Oops, healthy, little, then I'll eat the dessert. What, baby? If what time do you eat that, right? I'm just taking two of these. Don't chả hình ghê ăn được hai cái. Corinne? Yes, dear. Is that first time eat this? No. Eat this? Yeah, first time. Oh yeah. Hai người này lần đầu tiên là ăn bánh khọt. Lần đầu tiên ăn bánh khọt cả nhà ơi. I'm gonna try to eat this. Yeah. But better than the. Yeah, I agree with that. Better. It's delicious. Wrap with the meat better. A little bit of cilantro is more flavor. It's very good. Can't get it. Healthy stuff first. Anh chàng mà có làm sao mà nó bay luôn cả cái bông ra ngoài đó. Mày là nó không có ăn chịu ăn rau đâu, ăn vậy không đó. Cây dầu cây nào cây nấy bự ghê luôn. Thích ghê. I wish I knew how to cook stuff like this. Huh? I wish I knew how to cook stuff like this. You call, you know, you it's very good. It. Oh, really? Yeah. Hmm. I will share the link for you can learn it. They have the Asian store there and you can buy it. Really? Mm-hmm. Will you send me the link to make that bread? Yeah, I will. Oh, I'd love it. It was so good. And the clam. Hmm? Clams are good too. Oh, they were delicious, weren't they? Mm-hmm. Clam, I'm not. Clam, I do by myself. So, I don't know. I just cook and take and then. I haven't had clam since I left here. Mm. No, not in Arizona. No way. Oh, chị Corinne nói là hôm qua là mấy năm rồi. How long you eat the clam? The last one? 10 years ago, at least. Oh, wow. Because we've lived in Arizona for 10 years. Wow. So, probably 10, 12 years. They don't have fresh seafood in Arizona. Oh, not like here. Okay. None. Chị Corinne nói là 10 năm rồi, chị Corinne chưa có ăn con nghêu. Hôm qua mình nấu con nghêu cho chị Corinne ăn lại. Quá chừng vui luôn. Mm. Look at my bowl. It's so good. Mm-hmm. I'm almost full. Now it's full already? Yeah. Me too. I'm almost full. Mom, I ate like this. Mẹ lấy cho vài cá bỏ đây nè.
The what? What? What is the hot pepper taste that I taste? The pepper, hot pepper. Is it white pepper? No, the red pepper. Red pepper, okay. The fresh red pepper. Yeah, it's a little, it has a little bite to it. It's nice. Yeah. Very good. Just one. If me can five of them, but you and Steve, so I just put one. I love hot. Oh, I like spicy. Very much so. Mình đâm mắm ớt á, chỉ có một cái thôi. Use a spoon like that. I'll leave it open. Eat some more. I'm kind of full though. Hôm nay đi sở thú chơi á, cái à. Trên đường đi á, ghé vô ăn hamburger rồi. Nhưng mà về nhà mình muốn nói là mình muốn đổ bánh khọt cho chị ăn thử á. Nên là mọi người cũng no no bụng rồi nên mình chỉ làm một dĩa thôi. No. Everybody ate the dessert. Qua lấy sô cô la nó đi hết rồi. Oh, lấy chai sô cô la. Chocolate. Ừ. Chocolate. Where? Mở tủ ra. Oh, right here, right here. Công nhận là dâu tây trắng với sữa đặc. Tuyệt vời. Look at my mouth. Wait. No, I'll do it. Nó chừng đỏ ngoài. Oh. Đừng có lấy nhiều quá. No, that's very good. Look at this chocolate. Nãy giờ chị cô đi xem khai quà luôn. I'm too full. Okay, I'll eat the last of yours. Full if I can more. Mama, you won't eat more. Ăn. Oops. Good. Ăn hamburger rồi. Ăn nhẫn ring gì đó. Hành vòng rồi. Trên đường anh đi chơi sở thú chơi á. I'm going for some more water. Okay. Nên là giờ là ăn cái bánh no luôn rồi. I'm full. Ăn con full luôn. Look. Maybe I'll fall. I'm gonna eat dessert. The dessert. I just had like five of these. The dessert is now chocolate. Is that right? Yeah. The dessert is now chocolate. He wants more dessert. He wants more dessert. Oh. Huh? Want to eat some dessert? Mm-hmm. Mmm. Are you full? You're full. Thank you. Yeah, my bad. Very good. Very, very good. Chị hết rồi, tự nhiên ra chị không gắn rồi cả nha. Wait, you can eat dessert. You can eat anything you want. I'm gonna eat one more strawberry, a small one. I know, I because I'm very poor. This is good. Is it good? The chocolate is so good. Do you have a garbage disposal? The thing that goes... No. You don't? No. Oh. Mix. Now that makes me want to go buy that part for you. Phải là ngon. Thôi bây giờ mình sẽ xin nhịp cả cái mình sẽ ăn hết cả cái bánh khọt bên kia. Rồi nói chuyện với chị Cô Linh tí xíu ở nhà ơi. Để ngày mai chị về mất tiêu rồi. Chị Cô Linh về rồi nè. Đó. Cô Linh, say bye everyone. What? Bye everyone. Bye everyone. I love you and thank you so much. You're a great cook. No. Thank excellent you. Cook. Anh chàng Quan cũng về ở nhà ơi. Thank you. Had wonderful dinners. Very, very good food. Good company too. I'm going to see you in April. Yeah. Yeah. I forgot what day. I don't remember. Okay. When's your birthday? I think we go there about 20. Oh, 20. Okay. 20? Oh, no, I think I'm 21. 21? Ừ. Okay. Yeah, I'm looking for... Sẽ gặp chị vào tháng 4 tới cả nhà ơi. Mọi người, hai chị Corinne với lại Wan chào cả nhà. Hẹn cả nhà các video tiếp theo ha.